trên sân khấu tối đêm nay, một đêm rất đặc biệt, chỉ có tại câu lạc bộ Hot One. Những chiếc bóng anh của quán này, anh chị ăn đâu rồi ạ? Và xin mời cô chủ Tuyết Lan Hà hãy xuất hiện trên sân khấu đêm nay. Và đêm nay, trước khi đến với cuộc thi đặc biệt này, tôi xin công bố những thể lệ cuộc chơi cũng như giá trị giải thưởng dành cho đêm chung kết đặc biệt này. Với giải nhất, cơ trưởng nào đạt giải nhất sẽ đạt giải là 3 chai rượu mocktail trị giá 6 triệu đồng. Giải nhì là 2 chai rượu mocktail trị giá 4 triệu đồng. Và tổng giải ba là 1 chai rượu mocktail trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt hơn là tất cả các cơ trưởng xuất hiện tại câu lạc bộ Hot One đêm nay sẽ được cấp bằng chứng chỉ cơ trưởng và sẽ có trị giá trong vòng 1 năm sẽ được giảm 10% giá trị tại câu lạc bộ. Xin một tràng tay thật lớn dành cho các cơ trưởng đêm nay. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các cơ trưởng hãy cùng sẵn sàng vào bước ra sân khấu. Những chiếc bóng bay của gia đình của bạn Linh Vũ ở đâu ạ? Vũ Tân Hoa đây ạ. Quyết Nhân A ở đâu? Anh Ánh ở đâu? Hoàng Mai Anh ở đâu? Đang sẵn sàng cho đêm nay chưa nào? Hai ba em của anh em ơi! Mời em về phần đó của anh. Thank you.
Vâng, rất tuyệt vời, một đêm thật ý nghĩa dành cho các diva đã có mặt tại câu lạc bộ Các Oan. Và ngay sau đây xin mời cả bốn thí sinh hãy cùng bước về phía sân khấu để chúng ta cùng chọn ra ai là người chiến thắng và nhận được cúp vàng trong đêm nay. Và điều đặc biệt, tất cả những người đã có mặt tại sân khấu này thì tất cả các bạn đều là những người đã chiến thắng của rất nhiều các cuộc thi trước. Và đêm nay là một đêm đã có đầy đủ những yếu tố từ ngoại hình lẫn bước nhảy. Và chúng ta sẽ cùng bình chọn để tìm ra ai là người thắng cuộc và nhận được tặng 3 chai rượu với một chiếc thẻ trị giá 1 năm. Và anh chị em đã sẵn sàng để bình chọn ra người mình yêu thích chưa? Làm cơ trưởng nào ạ? Ở trên này có 4 cái tên. Đầu tiên là Tuyết Nana, Linh Vũ, Anh Ánh và Hoàng Mai Anh. Các anh chị em hãy nhớ tên thật kỹ nha. Và chúng ta khuyến cáo tất cả các anh chị em có mặt tại đây không được vỗ tay cùng một lúc cho cả 4 chị xinh gái ở trên sân khấu. Có rất nhiều anh không say chín cứ thấy xinh là vỗ tay thì chúng ta sẽ bỏ qua điều đấy và chỉ vỗ tay cho một người mình yêu thương nhất. Đã sẵn sàng chưa? Số 1, Tuyết Nana, Linh Vũ, Anh Anh, Hoàng Mai Anh. Lại một lần nữa nha, Hoàng Mai Anh, Anh Anh, Linh Vũ, Tuyết Nana. Vâng, và chúng ta chỉ còn lại 2 thí sinh. Vì ngay bây giờ thì Hoàng Mai Anh và Anh Ánh đều được nhận được đồng giải ba là một chai rượu Martell trị giá 2 triệu đồng cùng với 2 thẻ VIP dành tặng giảm giá 10%. Xin một tràng pháo tay dành cho hai cô gái đã về giải ba đêm nay, hai cơ trưởng đặc biệt. Xin mời chị Thành Tô Lê sẽ lên sân khấu và chúng ta sẽ cùng tiếp tục biểu quyết ai sẽ là đơn cơ trưởng tối hôm nay, ai sẽ là người chiến thắng nhận được giải nhất. Chuẩn bị về hai mã số rất đơn giản, đen và trắng. Anh nào thích đen ạ? À? Và ai thích trắng ạ? Da trắng mắt xinh, trung tình mà hơn nước màu gọt. Và đang sẵn sàng để mình chọn chất nào? Áo trắng, áo đen. Vâng, và người chiến thắng chính là Tân Linh Vũ đã đạt được giải nhất đêm nay. Và xin chúc mừng Tuyết Nana đã về với giải nhì trong đêm nay. Một chút tay lịch cho Linh Vũ và Tuyết Nana. Giải nhất 3 chai rượu và giải nhì 2 chai rượu. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Và tất cả đều nhận được bằng chứng nhận cơ trưởng do câu lạc bộ Cơ Quan Quan trao giải. Và xin chúc mừng cho các bạn và mong rằng sẽ gặp lại các bạn vào rất nhiều các chương trình sau. Một tràng tay dành cho 4 thí sinh đẹp nhất của chúng ta đêm nay các anh em ơi. Những người nhà hãy nhớ được nhất trong chương trình.